Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thị Nhuần, năm nay trên 60 tuổi rồi, mình đến từ thành phố biển Nha Trang. Nhưng mà hiện tại thì nhiệt huyết đang rất là dâng trào như ở tuổi 20 ấy. Mình muốn giới thiệu tới các bạn một chủ đề rất là kỳ diệu mà mình đã được trải nghiệm sau 3 tuần học tập. Đó là kết nối năng lượng, lan tỏa yêu thương. Vâng, mình đang cảm thấy rất là hạnh phúc và tràn đầy niềm tin. Đơn giản là mình đã được biết đến thông tin về một tập đoàn quốc tế Camly được đắm chìm tâm hồn vào cộng đồng này. Đó là một tập đoàn do một doanh nhân vô cùng đặc biệt, đó là một phụ nữ Việt Nam. Cô chính là người sáng lập và hiện tại đang là chủ tịch tập đoàn Camly Group, lãnh đạo tập đoàn với sự kết nối của rất nhiều công ty đẳng cấp và các tỷ phú trên toàn cầu cùng tham gia, cùng hoạt động để đem lại những giá trị nhân văn nhất, tốt đẹp nhất, yêu thương nhất cho mọi người trên thế giới. Vâng, sau 3 tuần học tập thì mình đã nhận được rất là nhiều giá trị ở đây. Đó là giá trị yêu thương, giá trị trí tuệ, giá trị tâm hồn và lòng biết ơn vô cùng đến tập đoàn Camly và chủ tịch Camly Dương. Sự thực đến rồi mà đôi khi thì mình cứ nghĩ như là trong mơ ấy. Vâng, tại sao mà mình lại có một cái cảm xúc kỳ diệu đến như vậy? Thì đó chính là mình đã nhìn thấy được cái giá trị vô cùng to lớn ở tập đoàn quốc tế Camly. Đây là một sự đầu tư trên một nền tảng văn hóa hài hòa, triết lý yêu thương, nhân văn và chánh niệm. Và với một cái mong muốn là chủ tịch Camly Dương đem lại được hạnh phúc thịnh vượng cho nhiều người trên thế giới. Bắt đầu bằng một sự yêu thương lan tỏa, giúp cho người bằng trái tim nhiệt huyết yêu thương chân thành cho đi vô điều kiện. Và sự yêu thương ấy sẽ được lan tỏa đến khắp muôn nơi từ những hạt mầm xanh yêu thương là trái tim yêu thương đồng loại. Trong cái bối cảnh mà công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay ấy, thì đã đem lại rất nhiều tiện ích để cho con người chúng ta được văn minh hơn, làm việc an nhàn mà hiệu quả công việc lại cao hơn rất là nhiều. Thế thì cái mặt trái của nó lại cũng có rất là nhiều những cái vấn nạn, đó là bọn tội phạm đã sử dụng công nghệ cao để dùng rất nhiều các hình thức vô cùng tinh vi xảo quyệt để lừa đảo mọi người, khiến cho rất là nhiều người bị rơi vào cạm bẫy, tiền mất tật mang, thân bại danh liệt, mà vì là thiếu kiến thức, thiếu trí tuệ và niềm tin đặt không đúng chỗ, mù quáng, tham tiền đã trở thành những con mồi béo bở cho bọn tội phạm, làm cho xã hội đang cảm thấy hoang mang, không dám tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư và làm việc bằng công nghệ. Vâng, giữa cái lúc mà đang hoang mang, thật giả lẫn lộn như thế này, thì nhân duyên lại đưa tôi đến với tập đoàn quốc tế Camly. Với 7 platform kinh doanh và đầu tư trên toàn cầu, mỗi một platform là một kênh đầu tư, một hệ sinh thái mà rất là thông minh, an toàn, hiệu quả và hạnh phúc. Vâng, khi mà nghe nói đến đầu tư ấy, thì có thể các bạn nghĩ ngay đến là mình phải bỏ tiền vào đây để mình kinh doanh, phải không ạ? Nhưng mà không phải, đầu tư ở đây có rất nhiều các cái hệ sinh thái, các cái mảng kinh doanh mà chúng ta cảm thấy phù hợp với mảng nào thì chúng ta tham gia mảng đó. Việc đầu tư ở đây là vô cùng to lớn dành cho các công ty, các tập đoàn, các tỷ phú trên toàn cầu, họ đầu tư vào đây. Còn với chúng ta thì chúng ta hãy nhận những cái nhiệm vụ rất là đơn giản, rất là chân thành, đầy yêu thương mà ai cũng làm được. Thế thì Thanh Huyền cảm nhận được những cái môi trường rất là tốt đẹp như vậy, cho nên là qua tìm hiểu thì hoàn toàn là yên tâm. Và Thanh Huyền đã vào đây học được nâng cao giá trị bản thân, giá trị học tập về công nghệ, về tri thức và đặc biệt là tâm hồn được nâng lên tầm cao mới. Vào đây học tập là hoàn toàn miễn phí, lại còn nhận được học bổng nữa các bạn nhé. Cho nên là chúng ta hãy yên tâm vào đây học tập để rồi là cống hiến, lan tỏa giá trị yêu thương đến bạn bè trong nước và ngoài nước, làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn bằng một hành động thiết thực cụ thể. Chỉ cần giới thiệu cho một người bằng tất cả trái tim yêu thương, sự chân thành cho đi vô điều kiện. Mong cho thế giới đại đồng cùng nhau lan tỏa tấm lòng
yêu thương, giúp nhau tỉnh thức tâm linh, nhân lành quả ngọt do mình tạo nên. Chắc chắn là các bạn nghe xong thì sẽ có những câu hỏi là công ty lấy tiền đâu để trả cho người học? Và nếu như có hàng ngàn, hàng vạn người học thì liệu công ty có đủ tiền để chi trả cho họ hay không? Đó chính là những câu hỏi đã được hình thành trong đầu óc của mình khi mà mình mới đón nhận được thông tin từ Tập đoàn Quốc tế Cammin. Và qua sự tò mò, tìm hiểu rất là lâu, rất là rõ ràng, kỹ càng thì mình bước vào đây với một tâm thái đầu tiên là một tâm thái rất là tỉnh thức, để rồi là sao ạ, nhìn nhận cảnh giác vấn đề. Nhưng khi càng vào đây thì mình càng nhận được những cái giá trị vô cùng nhân văn, vô cùng thân thiện, tràn đầy yêu thương. Và Thanh Nhuận yên tâm để học tập, để cống hiến cho xã hội. Và đến bây giờ thì Thanh Nhuận cũng nhận được cái giá trị tốt đẹp rồi, cũng muốn tự nguyện chia sẻ, lan tỏa, cho đi vô điều kiện những giá trị này đến với những người thân, những người bạn và kể cả những người chỉ mới quen biết mà thôi. Thanh Nhuận vẫn sẵn sàng chia sẻ, lan tỏa, ai đủ duyên thì đón nhận. Vâng, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu như các bạn quan tâm và còn thắc mắc điều gì cần tìm hiểu rõ hơn thì Thanh Nhuận thì hãy alo cho Thanh Nhuận với số phone là 0987488176. Thanh Nhuận rất vui khi được tiếp cận với các bạn, được chia sẻ tất cả những gì mà mình đã nhìn thấy tận mắt, đã được học tập với các bạn. Nếu như đủ duyên ấy, thì các bạn sẽ hào hứng và tham gia với tập đoàn để làm đại sứ, là những cánh tay nối dài, trao cái như giá trị yêu thương đến cho mọi người, để cùng nhau xây dựng một thế giới hạnh phúc và thịnh vượng. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp các bạn nhé.